8 sự thật thú vị về chuyện em bé đạp trong bụng mẹ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Kiến thức mẹ bầu. Quý vị và các bạn thân mến, nếu mẹ đã bắt đầu cảm nhận được em bé đạp trong bụng mẹ rồi thì xin chúc mừng, mẹ đến với cột mốc mới trong thai kỳ. Mẹ có bao giờ thắc mắc dấu hiệu đá chân này mang ý nghĩa gì không? Trong khi mẹ hân hoan với cảm giác bé phát triển bên trong, mẹ cũng nên biết những sự thật thú vị về dấu hiệu này. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 8 sự thật thú vị này nhé! Thứ nhất, những cú đạp không chỉ đơn thuần là đạp đâu nhé! Chúng ta đều biết rằng khi em bé phát triển, bé bắt đầu di chuyển trong bụng mẹ. Thực tế, bé không chỉ đá mà còn thực hiện các động tác khác như là chuyển động của cơ hoành, nấc, đôi tay, quay sang bên này hoặc quay sang bên kia, nhào lộn và nhiều cử động khác nữa. Tuy nhiên, không phải tất cả những chuyển động này người mẹ đều phân biệt được. Vì vậy, mỗi lần mẹ cảm nhận được chuyển động của bé, mẹ thường gọi đó là em bé đạp. Những cú đạp của em bé cho thấy bé của bạn đang phát triển tốt trong bụng mẹ. Bạn có thể hiểu rằng em bé hoạt động khi chúng xoay, ngã, lăn và đá bên trong bụng mẹ. Hơn nữa, một cảm giác vùng vẫy hoặc rung có thể được trải nghiệm trong bụng khi em bé duỗi chân và tay. Những chuyển động này trở nên khác biệt hơn đối với các giai đoạn sau của thai kỳ. Thứ hai, em bé đạp nhiều hơn để phản ứng với môi trường bên ngoài bụng mẹ. Trong bụng mẹ, bé sẽ cố gắng căng chân tay ra để thư giãn hoặc di chuyển. Do đó, mẹ cảm thấy bé đang đạp. Những chuyển động hoặc đá chân là một phần của sự phát triển bình thường. Một em bé cũng có thể di chuyển hoặc đạp để phản ứng với một kích thích bên ngoài như âm thanh, ánh sáng hoặc thậm chí thực phẩm do mẹ tiêu thụ. Phản ứng với âm thanh. Trong tuần thứ 20, thai nhi bắt đầu nghe thấy âm thanh và dần dần bắt đầu có phản ứng với âm thanh khi quá trình mang thai diễn ra. Những cử động này cho thấy sự phát triển bình thường của em bé. Phản ứng với thực phẩm. Thực phẩm mà mẹ ăn trong khi mang thai cho bé, những hương vị khác nhau thông qua nước ối. Những hương vị này có thể làm cho bé di chuyển để tỏ ý thích hoặc không thích. Thứ ba, bé đá nhiều hơn khi mẹ nằm nghiêng. Bạn có thể cảm thấy nhiều cú đá hơn nếu bạn ngủ nằm nghiêng. Điều này là do việc cung cấp máu và dinh dưỡng cho bé đạt hiệu quả hơn khi nằm nghiêng về một bên. Không cứ là trái hay phải, do đó khi mà mẹ ngủ nằm ngửa, em bé trở nên ít hoạt động hơn, giúp bảo tồn oxy. Các em bé chỉ ở trong trạng thái hoạt động khi người mẹ nằm lệch ra bên trái hoặc bên phải. Khi người mẹ thay đổi tư thế trong khi ngủ, em bé nhanh chóng thay đổi trạng thái hoạt động. Thứ tư, em bé đạp nhiều hơn sau bữa ăn của mẹ. Một em bé khỏe mạnh, phát triển với một tốc độ bình thường, có thể đạp khoảng 15 đến 20 lần một ngày. Thông thường chúng sẽ đạp nhiều hơn sau bữa ăn của mẹ hoặc để phản ứng với một âm thanh to. Thứ năm, bé bắt đầu đạp vào khoảng 9 tuần tuổi. Khi bạn hoàn thành 28 tuần, bác sĩ khuyên bạn nên đếm số lần đá của em bé. Một em bé thường đá 10 lần trong 2 tiếng. Một hoạt động của thai nhi giảm có thể chỉ ra suy thai như: thứ nhất, mẹ căng thẳng quá độ hoặc có vấn đề về dinh dưỡng. Trạng thái cảm xúc và thể chất của bạn tác động đến chuyển động của em bé. Tương tự như vậy, việc cung cấp dinh dưỡng không đầy đủ sẽ dẫn đến sự phát triển không tốt của não và hệ thần kinh, làm giảm hoạt động của thai nhi. Uống nhiều nước hoặc tiếp tục đi bộ nếu bạn không cảm thấy chuyển động của em bé. Thứ hai, nhau bong non. Điều này có thể hạn chế lưu lượng máu và oxy đến thai nhi, ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Thứ ba, vỡ ối sớm. Có thể dẫn đến giảm lượng nước ối và làm chậm chuyển động của thai nhi do căng thẳng hoặc không cung cấp đủ oxy. Thiếu oxy cho thai nhi. Tình trạng này phát sinh khi rê rốn hoặc bị xoắn hoặc biến dạng, cắt giảm việc cung cấp oxy cho em bé. 6. Giảm số lần đạp có thể là do dấu hiệu xấu. Một em bé khỏe mạnh đạp khoảng 15 đến 20 lần mỗi ngày. Nếu bé giảm cử động, có khả năng thai nhi nhận được không đủ chất dinh dưỡng hoặc oxy, mẹ cần được kiểm tra bằng siêu âm, xét nghiệm và đo tim thai để tìm ra nguyên nhân giảm chuyển động của thai nhi. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời những bất thường sẽ làm tăng khả năng sống sót khỏe mạnh của thai nhi. Khác với cách nghĩ của mỗi người, một em bé ít đạp hơn không có nghĩa là em bé có tính cách trầm lặng hơn, mà có nghĩa là bé cần được giúp đỡ. Nếu sau hơn 1 giờ mà em bé không cử động, mặc dù mẹ đã ăn một cái gì đó, đây sẽ là vấn đề đáng lưu tâm. Đôi khi cử động của thai nhi có xu hướng chậm lại nếu lượng đường của mẹ hạ xuống. Đôi khi bé cũng muốn nghỉ ngơi trong tử cung một khoảng thời gian. Thông thường,
em bé nghỉ ngơi trong bụng mẹ từ 20 đến 40 phút, đôi khi lên đến 90 phút một lần. Tuy nhiên, khi chúng tăng kích thước, chuyển động và việc lăn của bé trở nên khó khăn trong giai đoạn sau của thai kỳ. Do đó, việc giảm số lần đá là chuyện bình thường. Tuy nhiên, trong thời gian này, bạn có thể gặp phải những cú đá đau đớn dưới xương sườn và giật kéo dài trong vài phút. Thứ 8, chuyển động của thai nhi cho thấy hành vi trong tương lai. Theo một nghiên cứu, hành vi vận động của em bé bên trong bụng mẹ có khả năng ảnh hưởng đến tính khí trong thời thơ ấu. Tuy nhiên, đây không phải là tiêu chí duy nhất cho sự phát triển hành vi của trẻ. Mỗi em bé sinh ra là một điều tuyệt vời, một điều kỳ diệu. Hãy tận hưởng những giây phút làm mẹ nhé! Vừa rồi là 8 sự thật thú vị về chuyện em bé đạp trong bụng mẹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like video, đăng ký kênh và rung chuông để cập nhật thêm những video hay miễn phí từ Kiến thức mẹ bầu nhé! Chúc quý vị và các bạn luôn may mắn, mẹ tròn con vuông!